Đi chị ơi. Rồi, anh đợi em chút nha. Chị ơi, xong chưa? Dạ, ra liền. Ui da, trật chân thiệt là khó chịu quá đi. Cái này á là 5 phút của em á hả? Anh phải thông cảm cho người bị thương như em chứ. Đâu phải như lúc khỏe mạnh đâu mà nhanh được. Em đã cố gắng hết sức rồi, nhưng mà vẫn... Thôi thôi được rồi, lên đi lên đi. Nói nhiều quá. Đi anh. Cảm ơn anh nha, đã đưa đón em mấy bữa nay. Vậy thì trả ơn đi. À, em mời anh cà phê ha. Cà phê mà gọi là đền ơn. Vậy chứ anh muốn sao? Thì làm sao thấy coi được thì thôi. Alo, Toàn hả? Ừ, Minh nè. Sao? À, rồi rồi rồi, rồi Minh đang ở gần đó, Minh chạy qua liền ha. Chị em theo với. Có án, bây giờ anh chở em ra ngã tư á. Em đón xe ôm em đi, còn anh phải chạy ra hiện trường liền. Cho em theo với, em hứa là em không có làm phiền anh đâu nha. Cái này là đi công việc, chứ đâu phải đi chơi đâu mà đi theo. Nhưng mà em đã là phóng viên, em có thẻ, rồi người ta sẽ cho em vô mà. Cho em đi theo để học hỏi nâng cao nghề nghiệp nha. Nhanh. Thôi 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 thôi, đi đi đi, nè, đòi nói vô, nhanh lên. Mệt quá, mệt cô quá, ngồi yên nghe chưa. Ngồi im đó. Dạ. Chào anh. Chào anh. Sẽ hỏi mình đó. Biết gì đâu mà hỏi. Cứ để bên công an họ điều tra thôi. Cứ đợi coi thử coi. Mình mới tới đây mà. Chuyện gì xảy ra trên lầu á? Lầu trên này hả? Chào em. Dạ thưa chú. Sao rồi Quyên? Thưa chú, xuất huyết nhỏ kết mặt mắt, theo độ tím tái và thân nhiệt. Thời điểm tử vong khoảng từ 6 giờ sáng tới 9 giờ. Chết vì ngạt thở. Chú, nhưng ở đây có tới 2 vết thắt. Vết thắt phía trên hằn lõm vào da. Hướng của nó chết lên trên. Do bị sức nặng của cơ thể trì xuống khi bị treo cổ. Còn vết thắt phía dưới có hướng nằm ngang, có nhiều chấm xuất huyết, lại nằm dưới sụn giáp. Nghĩa là... Là nạn nhân bị xiết cổ trước, sau đó mới bị treo lên. Hung thủ dàn dựng hiện trường như một vụ tự tử. Có thể là vậy. Nhưng mà thi thể nạn nhân không có dấu hiệu xây xác. Ở phần cổ có vết cào. Có thể nạn nhân dùng tay cố sức cào trong lúc chống cự. Em bị cảm hả?
bị sổ mũi tí thôi. Thưa chú, nếu như là một vụ cướp, hung thủ sẽ không mất thời gian dàn dựng hiện trường như vậy làm gì đâu. Như vậy thì vật dụng tư trang của nạn nhân ở đâu? Dạ chú, có một vỏ sách, chắc là của nạn nhân đó chú. Vậy kiểm tra đi. Còn hung khí thì sao? Không có dấu hằn rõ nét. Con nghĩ hung thủ dùng giải hoặc là dây mềm. Cái này á, sau khi xiết cổ nạn nhân đến chết, hắn còn ở lại dàn dựng hiện trường. Tên hung thủ này rõ ràng đã có sự chuẩn bị trước khi gây án, không phải đơn giản chỉ là bộc phát đâu. Ý anh nói là hung thủ phải chuẩn bị sẵn hung khí à? Cũng có nghĩa là sau khi gây án thì hắn mang hung khí rời khỏi đây luôn. Khả năng đó rất lớn. Mọi người cũng không tìm thấy gì. Ừ. Có khi nào hung thủ dùng cái ra giường này để xiết cổ nạn nhân hay không? Không, nếu là tấm ra thì dấu bầm để lại phải nhạt hơn và rộng hơn, vì lực xiết khi đó sẽ yếu hơn. Giả lại em nghĩ cũng chẳng ai chọn hung khí rườm rà như vậy. Thưa chú, con có thể khẳng định hung khí là một mảnh vải không lớn nhưng đủ tầm tay để xiết. Nè. Dạ. Mấy đứa tìm trong tư trang coi có chai dầu nào không. Dạ. Dạ thưa chú, chỉ có chai nước hoa này thôi. Cái mùi dầu chỉ có ở vùng cổ của nạn nhân thôi. Đúng rồi, để giờ tôi nghe thoang thoảng đó. Chú, trong người nạn nhân cũng không có chai dầu nào hết. Dạ, tư trang tiền bạc còn nguyên, có lẽ là mướn phòng chỉ vài tiếng. Hắn không kỹ nạn nhân sẽ giấu túi sách vào tủ. Chắc chỉ là thói quen khi hành nghề của các cô gái bán hoa thôi. Hay cất tư trang của mình cho an toàn. Gái bán hoa? Có nhiều bao cao su trong túi sách của nạn nhân. Nếu là cướp, hắn sẽ bắt nạn nhân khai ra tiền để ở đâu? Nghi án cướp của là không thể. Hung thủ chủ yếu là giết chết người này. Minh, Toàn. Dạ, dạ.
tìm hiểu lai lịch của nạn nhân, rồi nói chuyện với bên khách sạn, nhất là những người đã tiếp xúc và gặp mặt nạn nhân, rồi phải kiểm tra máy quay giám sát nữa. Dạ. Dạ chú. Dạ. Đi. Theo lời lúc nãy Quyên nói thì anh nghĩ chắc chắn hung khí sẽ là một mảnh vải nhỏ vừa thôi. Chính xác. Anh nhìn nè. Em làm ở đây lâu rồi phải không? Dạ cũng lâu rồi. À, phải em là người báo tin cho công an không? Dạ đúng rồi đó chị. Ê, giờ bây giờ mình cứ ngồi mình đợi đây hả? Anh Minh, em chào anh Toàn. Mới được lên phòng hay sao? Sao lại dẫn lên chị tới đây? Dạ. Ồ, mà tin thấy phòng trên còn có khách thôi. Cô là nhân viên ở đây phải không? Chắc không có khách. Dạ phải. Tại vì chúng tôi cần hỏi vài việc liên quan tới vụ án. Cô có thể cho tôi gặp người quản lý và tất cả nhân viên ở đây được không? Dạ được. Quản lý của tôi em vừa tới, đang trong phòng làm việc đó anh. Tự nhiên vô đây chi giờ gặp mấy chuyện này rất tối quá mày. Chị Linh, chị đói bụng chưa? Em đi mua cơm cho chị ăn luôn nha. Chị Linh. Hả? Hả? Sao sáng giờ chị có như người mất hồn vậy? Chị ăn gì không? Em đi mua cho chị luôn nha. Khoan. Em khoan đi đã. Em ở lại em coi tiệm. Tự nhiên hôm nay chị thấy nhức đầu quá. Chắc chị phải ra làm sao nghỉ. Chị có sao không? Chị bị trúng gió hả? Vậy thôi, chị cứ ra đằng sau nằm nghỉ chút đi. Có gì à, gọi đồ ăn về ăn đi. Dạ, nha. Không sao đâu, chị cứ nghỉ đi. À, anh Quyền, anh mới tới hả? Em làm gì gặp anh mà mừng dữ vậy? Em ăn cơm chưa? Ai mà thèm mừng chứ, em còn chưa hỏi tội của anh nữa đó. Anh giao bông kiểu gì mà để cho người ta mắng vốn từ sáng. Con nhỏ này, riết rồi giỡn mặt với anh Quyền luôn phải không? Anh Linh, anh ngồi chơi đi, để em tính tiền rồi gửi tiền cho anh. Thủy. Dạ. Đói rồi thì đi ăn đi. Nhưng mà chị mệt mà. Không, chị hết mệt rồi. Đi ăn đi rồi lát về mua cho chị ly sinh tố. Em hiểu rồi ha. Thì ra là như vậy. Sự xuất hiện của một người mà chữa bệnh nhức đầu luôn nha. Thôi nói nhiều quá. Đi liền đi để chị tính tiền hàng cho ảnh. Em biết rồi. Em đi nha anh Quyền. Em chúc hai người ở lại tính tiền vui vẻ nha. Em cứ tưởng tới chiều anh mới ghé. Tại vì anh ghé, anh muốn hỏi em một số chuyện. Chuyện gì anh? Anh định là tối nay em đi ăn với anh nha. Nhân dịp gì vậy? Hôm nay là sinh nhật của anh. Nên chúc mừng sinh nhật anh nha. Cảm ơn em. Vậy em sẽ nhận lời đi ăn với anh chứ? Hôm nay chắc là không được rồi. Tại vì em có hứa là đưa con qua nhà cô chơi. Đã hứa với người ta rồi mà. Nên xin lỗi anh nha. Không sao đâu, để dịp khác cũng được. Anh, ngày mai em bù sinh nhật muộn được không? Tất nhiên là được chứ. Em không biết là anh vui mừng cỡ nào đâu. Nhưng mà
em đang có một chuyện muốn nhờ anh giúp. Ờ, em cứ nói đi. Dạ, về số qua sáng nay á, nếu mà có ai hỏi thì anh cứ nói với người ta là sáng nay anh không có giao qua ly qua tiệm của em được không? Tại sao vậy? Anh không hiểu. Là vậy nè, có một khách hàng người ta đặt một bó hoa ly để tổ chức đám cưới. Nhưng sáng nay em nể mặt con bạn của em đã nhường số qua đó cho nó. Rồi tới lúc mà người ta tới lấy thì không còn qua để giao cho người ta nữa. Người ta nói là em làm ăn thất tính. Cái lúc đó bí quá cho nên em đã phải nói là do xe hàng về trễ cho nên là bên anh không có giao qua kịp. Có gì anh nói cứu bộ em nha. Chuyện đó có gì đâu mà em lo dữ vậy. Được mà. Hèn gì hồi nãy con nhỏ Thủy nó đòi hỏi tội của anh. Tội nghiệp anh. Anh à, nhớ nói giúp chuyện này giùm em nha. Chứ không làm ăn ở đây lâu rồi mà bị người ta nói là thất tính thì cũng không có tốt cho lắm nha anh. Em yên tâm đi, anh hứa mà. Dạ cảm ơn anh. Người này dáng điệu rất khả nghi. Thời gian rời khỏi hiện trường cũng trùng khớp. Nhưng hình ảnh mờ quá. Làm rõ hết sức chỉ được như vậy. Không thấy được mặt. Khả năng hắn biết trước có camera giám sát nên cố ý né đi. Một người có thái độ kỳ lạ như vậy khi rời khách sạn, chẳng lẽ không ai nhìn thấy? Thưa chú, con đã hỏi qua cô tiếp tân. Cô nói á, chuyện đó thì rất là bình thường. Đa số khách đến khách sạn đó đều là những người ngoại tình thôi, mua dâm, cho nên thiết nghĩ họ chẳng bao giờ muốn trường mặt hay làm gì cả. Nhiều khi á còn đeo kính mát hoặc là còn bịt khẩu trang nữa. Mà nhân viên khách sạn thì không ai hỏi hết á. Còn về nạn nhân? Dạ. Dạ thưa chú, nạn nhân là Quỳnh Thị Diễm Lệ, 37 tuổi. Đúng như chú đoán, Lệ hành nghề mại dâm và đã bị phạt nhiều lần. Thưa chú, mỗi khi có khách, nạn nhân thường đưa đến khách sạn này, nên là các nhân viên ở đây đều biết hết. Sáng nay thấy 8 giờ mà chưa có trả phòng, sợ có chuyện xích mích xảy ra nên phục vụ khách sạn mới chạy lên gọi. Và chính vì vậy mới phát hiện được thi thể. Tại sao lại có chuyện xảy ra xích mích? Dạ, tại vì đây, nạn nhân thường thuê phòng theo giờ nên lúc nào cũng phải dặn nhân viên là tới giờ thì gọi mình. Nhiều lần trả phòng trễ, hai bên hay gây gỗ với nhau. Bên khách sạn họ nói nhiều khi chỉ có 20-30 ngàn thôi mà lại la lối quá trời luôn. Như vậy thì lạ quá. Mấy đứa nhìn đi, vật dụng của nạn nhân, điện thoại đắt tiền, còn thêm cả cọc tiền hơn 40 triệu đồng nữa, cho thấy lối sống của cô ta khá xa xỉ. Lẽ nào đi cãi nhau vì mấy chục ngàn, rồi đến nỗi để xảy ra xích mích? Thưa chú, cái chuyện xích mích giữa cô Lệ với khách sạn thì để con coi lại. Họ nói xảy ra rất là lâu rồi chú. Nhân viên nói khoảng nửa tháng nay thì không có còn xảy ra chuyện đó nữa. Quyên. Dạ. Con phát hiện được cái gì vậy? Dạ, thưa chú. Thật ra
con không sành lắm những món đồ hiệu, nhưng mà cũng biết chút chút. Chú coi, ở đây điện thoại là loại đắt tiền, trong khi đó thì những món đồ như là son phấn, nước hoa lại là thứ rất rẻ tiền, thậm chí chỉ là bán lề đường vài chục ngàn thôi. Có rất nhiều điều mâu thuẫn trong cái cách xài tiền của nạn nhân. Đã biết thân nhân và địa chỉ chưa? Dạ, thưa chú, có địa chỉ phòng trọ rồi. Lát nữa, con với anh Toàn sẽ ghé qua. Chú muốn biết thân thế nạn nhân. Minh và Toàn đi xác minh đi. Dạ. Chú ý xem hoàn cảnh sống của nạn nhân thế nào. Còn Nguyên và Trí thì lo kiểm tra tư trang của nạn nhân. Dạ. Dạ. Thủy ơi. Dạ. Trước khi về em nhớ để qua cũ ở một bên nha. Dạ em nhớ rồi. Chị yên tâm đi. Mà chị, ngày mai á là thứ bảy, chị dắt bé Hoàng Anh ra đây chơi nha. Ừ. Hoàng Anh! Mami! Đến đây! Mami! Mẹ nhớ con gái của mẹ quá! Mami! Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần, không được gọi mẹ là Mami, phải gọi mẹ là mẹ! Nhưng mà bạn con toàn gọi Mami không kìa! Nhưng mẹ thích con gọi mẹ là mẹ hơn! Mẹ! Mẹ! Rồi, mình về nha! Đi! Dạ! Rồi để mẹ cài cho.
Thế rồi. Xuống đi con. Đi. Dạ, tôi tới rồi. Ờ, chào chị. Người ta bị đau chân như vậy mà anh cũng không biết chiếu cố nữa. Anh ăn đi, không thôi nở hết đó. Sắp ăn tới nơi rồi mà anh cứ coi mấy tấm hình này sao mà ăn được. Nhìn thấy ghê quá à. Quen rồi. Nè, giá lại á bị xiết cổ, chứ có máu me gì đâu. Người chết á thì cũng đã chết rồi, thực ra cũng không nên phê phán. Nhưng lối sống của chị này á, đúng là tự gây thù chuốc oán quá nhiều. Lối sống của nạn nhân á, em biết cái gì sao? Dĩ nhiên, lúc anh lên lầu coi hiện trường, em ở dưới tâm sự với mấy cô nhân viên khách sạn, biết rất là nhiều điều hay ho đó nha. Em á nha, cứ nhiều chuyện chú Kiệt mà thấy á, la cho coi. Dù sao á, anh mới là người lấy lời khai nè, người ta cũng phải khai cho anh nghe thôi. Vậy mấy cổ có nói với anh ai là bồ ruột của chị này không? Rồi có nói cho anh biết á, là chuyện cặp bồ lung tung của chị, rồi tới khách sạn đánh ghen mấy trận luôn không? Họ nói với em sao? Nhìn mặt là biết họ không nói với anh rồi. Em biết ngay mà. Nói mấy chuyện này với công an á, chỉ gây thêm phiền phức thôi. Họ đâu có muốn dây dưa làm gì, chỉ mong công an đừng tới lui làm phiền, để họ làm ăn thôi. Nè, bây giờ á, biết cái gì nói mau cho anh nghe. Là bộ lập tịch quay. Nè, đây, chị này nè. Thôi khỏi biết. Tên Lệ. Biết. Hơn 35 tuổi rồi. Chà, biết luôn. Nghe em nói hết đã. Chị Lệ này nè, hình như có một chút vấn đề về... Về cái gì?
Em nói rõ coi. Họ nói giá đi khách của chị thấp lắm, bởi vì chị già rồi, chỉ dao động từ 300 đến 500 thôi à. Nhưng hiếm lắm mới được 500. Mà chị phải chịu luôn cả tiền phòng nữa, rồi có khi ế khách, chị không cần lấy tiền luôn. Giống như là để thỏa mãn nhu cầu vậy đó. Bởi vậy cho nên hay gây gổ với khách sạn về vụ tiền phòng lắm. Nhưng mà sao mấy người đó chịu kể cho em nghe vậy? Thì phải biết khai thác với mấy bà tám chứ. Nè, còn gì nữa? Nói cho anh nghe coi. Nè ha, chị sống chung với một người tên là Liêm, chạy xe ôm. Nhưng mà ngoài người này ra còn thêm 2-3 ông khác nữa. Đặc biệt có một người chỉ gọi là ông xã. Người này thì bên khách sạn chưa gặp bao giờ. Và chị cũng mới khoe về ông xã của mình á, hơn nửa tháng nay thôi. Không nói tên sao? Không, chỉ gọi là ông xã thôi. Còn nói là từ giờ tới già không cần phải lo kiếm tiền nữa, ông xã sẽ chu cấp. Còn nữa, người khách đêm qua tới á, bên khách sạn họ biết đó, nhưng mà họ không nói với anh. Họ kể với em luôn hả? Dĩ nhiên, em còn biết luôn địa chỉ nữa kìa. Trời, nè, còn không biết ghi ra nữa. Nhưng mà em có điều kiện.
Bé Thỏ, sao con không ngủ mà ra đây hả? Thỏ bông đi mất rồi, con nhìn thấy ông kẹ. Làm gì mà có ông kẹ chứ con, ông kẹ đã bị bắt đi từ lâu rồi. Thôi bây giờ mẹ đưa Thỏ con đi ngủ thôi. Giờ hai mẹ con mình đi vô giường, coi ai vô giường trước người đó thắng. Dạ. Hiểu không? 1, 2, 3. Con tới chưa? Rồi con tới trước rồi hả? Rồi con thắng. Rồi bây giờ á, ai ngủ trước mới là ngoan. Mẹ ơi, mở nhà cho con. Rồi. Ngủ đi Thỏ con nha. Em nhìn đủ chưa? Sao ngày nào cũng bắt anh chở tới đây đứng ngắm nhìn cái tòa nhà này là sao? Mai mốt khi nào mà em ra trường em sẽ vô đó làm. Trời, biết trong này có văn phòng luật sư không mà đòi xin vô đó làm? Chắc chắn là phải có chứ. Còn nếu mà không có, em sẽ là người đầu tiên mở văn phòng luật ở đó. Thôi đi, mơ mộng quá. Thôi đi về. Mất công rồi mẹ em nói anh nói này nói kia nữa. Bà nói gì anh? Thì nói mà anh còn lén phén với em nữa thì bà cho anh chết luôn. Rồi anh nói sao? Thì anh nói nếu mà anh chết thì anh sẽ ôm em cùng chết. Anh mà bản lĩnh được vậy á hả? Chứ sao, anh không có được cái gì hết trơn á, chỉ được cái chung tình thôi. Rùng hết cả mình, anh chỉ được cái là lẻo mép thôi. Thôi đi về. Thôi em vô trong nhà đi. Anh đi làm hả? Ừ. Vô nha. Ừ. Đi đi. Anh nắm chặt quá vậy buông ra. Ừ. Không buông. Buông ra. Giữ dây hoài luôn. Em vô nha. Ừ. Thôi mà đừng có ôm nữa nè. Con về rồi má. Linh à, em họ có em đó. Đây là Khang bạn. Má cài lại nút áo cho ổng đi, để phong phanh quá rồi ổng trúng gió chết á. Nè Khang về đi nha. Ờ. Nhớ đường xa chạy xe từ từ thôi nha. Về nhớ phone cho em đó. Nghe rồi, chưa rồi. Cưng cưng. Anh về hả? Nhớ nghe, về điện cho em nha. Linh, má nói với con biết bao nhiêu lần rồi. Trước mặt bạn trai của má, con không được kêu má bằng má. Mà tại sao con nói như vậy? Con định phá đám má có đúng không? Má làm ơn má nhìn lại má đi. Má sao? Má nghĩ là má nói xạo người ta tin má hả? Cái thằng đó nó ngang tuổi con của má mà má nghĩ là má muốn là nó tin má ngang tuổi của nó chắc.
Đó là chuyện riêng của má. Chuyện riêng của má, không cần con phải xía vô. Má làm ơn, má làm cái gì? Má suy nghĩ kỹ giùm con được không? Má nói chuyện riêng của má. Đàn ông loại nào má cũng cặp kè, đàn ông tuổi nào má cũng đưa về nhà. Nguyên cái chung cư này người nào cũng biết chuyện của má, vậy mà má còn nói là chuyện riêng của má. Cái đó là cái lũ ghen ăn tức ở. Nó không đẹp bằng má, nó không hấp dẫn bằng má. Nó muốn nói sao nó nói. Còn con là con của má. Con không được quyền nói má như vậy. Còn có coi tao là má của mày nữa không? Má cũng đâu có muốn tôi gọi má bằng má. Mày má. Làm người chỉ có một cái mặt để trường ra cho thiên hạ người ta coi thôi. Má làm gì má cũng phải giữ thể diện chút xíu. Mày nói với tao như vậy đó hả Linh? Hả? Mày là con tao mà mày nói với tao như vậy đó hả? Đồ mất dạy. Đồ mất dạy. Mày ngon, mày quay lại đây mày nói chuyện với tao đi. Trời ơi là trời. Trời ơi là trời, con với cái. Mất dạy. Mới gây lộn với mẹ nữa hả? Gây lộn gì với cái người không biết lý lẽ đó? Em có không thèm nói nữa. Nhưng mà sao anh biết? Trời, cái chung cư này nó cũ lắm rồi. Tường thì móng te hả? Cái giọng của mẹ em giống như là dắt chanh vô lưỡi vậy đó. Đứng trong nhà mà gây lộn, tuốt tầng dưới còn nghe nữa đó. Thiệt là nhục nhã. Thôi đừng có buồn, anh nói như vậy để cho em hiểu thôi. Cái chung cư này thì mỗi người mỗi cảnh, có nhiều người còn thấy ghê hơn kìa. Hồi nãy chị hai anh kể cho anh nghe kìa, sáng nay bà Lan bán hủ tiếu với chồng bà Sẩm hú hí với nhau, bị bắt tại trận. Ác một cái là bà Sẩm, bà cầm con dao vậy nè, bà với hai người chạy vòng khắp chung cư này luôn, mà không mặc đồ mới ghê chứ. Đúng là một khu ổ chuột điển hình, giờ bẩn, nhớp nháp. Được rồi mà, anh nói như vậy để cho em khỏi bi quan thôi. Mà em ngồi đó đi, lát hồi mấy con chuột chạy qua, nhìn thấy ghê lắm đó. Em không muốn làm con chuột, chui rút ở trong cái ống cống bẩn thỉu này, chắc chắn là như vậy. Cũng tại anh. Anh không đủ khả năng để đưa em ra khỏi chỗ này. Quen nhau mấy năm trời rồi mà anh chẳng làm được gì cho em hết. Anh cũng sắp tốt nghiệp rồi. Rồi ra trường anh kiếm một công việc, lương ổn định, lúc đó sẽ ổn thôi. Em nói vậy thôi. Em bực em nói vậy chứ em sống ở đây 10 năm cũng quen rồi. Cái nghề điện tử của anh ra trường rồi, bây giờ kiếm việc cũng cần ai khoai cũ lắm. Phải biết hy vọng lên chứ, phải lạc quan lên. Thôi anh đi làm đi, nếu không trễ giờ đó. Mà anh nói em nghe chuyện này, anh hứa là anh sẽ cố gắng bằng tất cả khả năng của mình, làm tất cả những gì có thể để lo cho vợ tương lai của anh. Vậy đi nói chuyện với vợ tương lai của anh đi. Còn giả bộ làm tịch nữa hả? Là em chứ ai. Đời này kiếp này mà anh không cưới được em, anh sẽ không cưới ai hết. Không cưới ai hết nhưng mà anh sẽ yêu được người khác đúng không? Hay ghê ha. Chưa có tốt nghiệp luật sư mà trả treo ghê ha. Thôi nghe lời anh, ngoan, đi vô trong nhà đi, đừng có lo gì nữa hết. Anh đi làm. Anh Triệu. Đời này kiếp này em chỉ có thể yêu duy nhất một mình anh thôi. Quân tử nhất ngôn, em thề á.
Sao em giết anh? Em phải đi cùng anh. Trả mạng cho tôi. Nợ máu phải trả bằng máu. Trả mạng đi. Không. Trả mạng đi. Trả mạng đi. Không được, chuyện đã xảy ra rồi, phải mạnh mẽ lên. Lên ơi, phải mạnh mẽ lên. Giờ phút này mà buông xuôi là mất hết, mất hết tất cả. Nè anh. À, mà sao em không ăn? Có, để em đi nấu nha. À. Alo, chú nghe. À. Ăn ở đâu? À. À. Thôi được rồi, chú tới liền. Có án hả mình? Ừ. Có án mạng. Vậy là anh phải đi gấp rồi. Thôi, để em ăn tiếp cho. Mình đi đi, đi cẩn thận đó. Ừ, nhưng mà làm gì làm. Chừa anh tô tối anh về anh ăn nghe. Dạ. Ừ. Dạ con chào chú. Chú cho hỏi, chú có phải là chú Năm Tường không? Ừ, tôi Năm Tường đây, có chuyện gì? Dạ. Tôi mà ông lên giường hả? Ông mà biết nghĩ càng chút nữa là bà con gái chết với ông hả? Thiêm Năm bớt giận. Chuyện này rất là hệ trọng. Vì nạn nhân đã ở cùng chú Năm vào cái đêm bị giết. Cái gì? Chết rồi hả? Tôi
Tôi không có liên can. Tin tôi đi, tôi phải giết người mà. Cái gì? Chú nói con nhỏ này nó chết rồi đó hả? Chết rồi hả? Tôi nói thiệt nha, cái thằng cha mất dép đi nè, chỉ biết đi lăn chạ chơi bời thôi, chứ còn hả, nói ông giết người ông không dám đâu chú. Vì vậy á, để tránh rắc rối, chú Năm nên chân thành và khai thật chi tiết tất cả những gì xảy ra vào đêm hôm đó. Tôi nói ông nghe nè, ông biết gì á thì ông khai đi, chứ không ông tù trục xương bây giờ đó. Tôi xin khai. Chú quen biết chị Lệ chứ? Cũng có vài lần. Ây da, ăn bánh trả tiền chứ không có bạn bè gì hết á. Đêm đó hai người gặp nhau như thế nào? Thì tôi đi chợ hàng cho vợ tôi vào ban đêm để... Nè, đừng có lôi tôi vô đây, cái ông chồng tồi tệ kia. Thiêm Năm, cứ để chú Năm nói. Tôi chở hàng về đây cho bà khoảng 3 giờ sáng. Rồi, ây da, tôi tranh thủ mấy tiếng đồng hồ tôi gọi cô Lệ đến khách sạn cũ. Hay quá, tranh thủ ha, ông biết tranh thủ quá ha. Năm. Thì có sao tôi nói vậy mà. Thiêm Năm đi theo con. Ông có chuyện tôi đó. Có ai mà khốn nạn vậy không? Tôi tưởng ông làm cực khổ gì tôi. Tôi thương ông không hết. Vậy mà ông lấy tiền của tôi, ông đi chơi gái. Vậy mà còn đổ thừa là tại tôi, nó mất cực khổ như vậy. Khốn nạn thiệt á, chồng với con. Chú Năm, rồi sao nữa? Chú Năm kể tiếp đi. Khoảng 5 giờ tôi ra khỏi khách sạn rồi. Rồi chạy về nhà ngủ giấc tới trưa. Không tin chú hỏi đi, có vợ tôi làm chứng đó. Lúc đó chú rời khỏi khách sạn, chú có thấy gì khác lạ không? Tôi đâu có để ý đâu. Khách sạn thì mở thâu đêm suốt sáng mà. Giờ đó cũng có mấy người ra vô. Vậy trong lúc chú ở cùng chị Lệ, chú có thấy gì khác lạ không? Không, cũng như mọi lần. Chú nhớ kỹ, chị Lệ có nói bất cứ điều gì không? Có. Cô nói, là sắp giải nghệ, hôm nào rảnh á thì mời tôi đi ăn. Giải nghệ? À, chú hay là chị Lệ có ai xài dầu gió không? Không, không. Tôi thì không chịu được mùi dầu. Còn cổ tôi đâu có biết. Nhưng mà tiếp khách về xài dầu gió thì mất hứng lắm. Alo. Ừ. Nghe nè Bảo. Rồi. Có gì tôi sẽ chạy qua liền. Ha. Bị đâm, mất máu khá nhiều, nhưng ở trong mắt có vết tụ máu. Chào chú. Chào anh. Em đứng ở đây đi, đừng có vô trong. Con chào chú. Mình chụp vết máu trên cỏ. Chào chị. Nên Nguyên mình... Cổ có vết thắt, mặt tím tái, khả năng là do chết ngạt vì bị xiết cổ.
đã đâm nạn nhân rồi, sao còn đi không? Dạ. Sao giờ này vẫn chưa có tin tức gì? Tóc phải tô màu đen chứ, sao con lại tô màu hồng? Thỏ thích màu hồng, không thích màu đen. Nhưng mà tóc là phải màu đen. Không tin á, Thỏ hỏi mẹ đi. Mẹ ơi, tóc màu hồng đúng không mẹ? Mẹ. Hả? Tóc màu hồng đúng không mẹ? Ờ, màu hồng con. Cô Thủy thấy chưa? Chị Linh, chị thấy không được khỏe hả? Ờ, đâu có. Từ sáng giờ em cứ thấy chị nghĩ đâu đâu á. Chị tính trang trí lại căn tiệm này vậy thôi à? Dạ. Chị, em nói cái này chị đừng có quay ra nhìn nha. Có con nhỏ nào nó đang theo dõi mình á. Hả? Chị, em nói rồi, chị đừng có. Ghê á, đi đâu rồi không biết nữa. Kính thưa các lọ dầu, giờ em thành chuyên gia luôn rồi. Chú kêu em tìm hả? Dạ. Dạ, chú nói là không trùng khớp, mà lại có mùi dầu trên cả hai tử thi ở hai vụ án. Mà mùi thì không lưu lại được lâu, nên phải khẩn trương tìm ra. Biết đâu có manh mối. Tiếc là chị bị nghẹt mũi, không thì chị phụ được cho em rồi. Cứ nghĩ tới cái cảnh á, kề mặt chờ tử thi hít ngửi, rồi ngửi lại mùi dầu để so sánh, là em... Còn than giảng, hên cho em là tử thi chưa có bốc mùi đó. Được rồi, chị đừng có diễn tả nữa, làm em mất hết nhuệ khí nè. Hai chị em nói chuyện gì mà vui vậy? Anh Toàn. Vui gì nổi anh. Em sắp phải đi ngửi mùi dầu trên tử thi nè. Vậy à? Vậy thì cực cho em rồi. Nguyên đang bị cảm mà. À, nhắc tới vụ cảm mới nhớ. Hồi nãy anh đi ngang tiệm thuốc tây, anh mua giùm em nè. Vậy hả? Quyên, thuốc đẹp. Cảm ơn. Có gì mới không? Ghi trong đây hết rồi nè. Hey. Nó chết rồi sao? Vừa mới phát hiện sáng nay. Nhưng mà có thể đã chết trước đó một ngày. Bị chết sao vậy anh? Hiện trường á cho thấy là anh Triệu bị đâm, sau đó bị xiết cổ đến chết. Trời ơi. Trời ơi cái gì? Bây giờ thì bà hài lòng rồi chứ? Ông, sao lại chì chiết tôi? Lúc nóng giận tôi nói vậy thôi chứ. Thật sự á, nếu có điều gì giúp được bên điều tra thì mong anh chị nói ra. Tại sao anh biết nhà này? Thằng Triệu đã lâu lắm rồi nó không về đây nữa. À, chúng tôi tra hồ sơ lưu, biết là anh Triệu đã từng ở tù 6 năm nay.
với tội danh là cố tình gây thương tích và cướp của. Và ảnh mới được ra tù 2 tháng nay thôi. Lúc mới ra tù thì nó có về đây. Nhưng mà như chú thấy đó. Tôi bây giờ là người tàn phế rồi. Sống dựa vô vợ. Tôi nói được cái gì chứ? Là do tôi. Thằng Triệu nó về nó ở được mấy hôm. Tôi lúc đó vừa lo thuốc thang cho ổng. Đủ thứ tiền hết. Mà nó cứ ở không đi ra đi vô hoài à. Rồi chị dâu em chồng xích mích. Nó tự ái, nó bỏ đi. Tự ái? Thêm một chén cơm. Thêm một đôi đũa. Mà bà cũng không chịu được nữa. Bà dằn vặt mỗi ngày như vậy. Ăn được chén cơm của bà mới lạ đó. Anh chị có biết những mối quan hệ bạn bè hay là những người liên quan tới Triệu hay không? Tôi không biết gì bạn bè của nó hết á. Đó giờ nó cũng không dẫn ai về đây nữa. Còn anh Phát? Anh Phát, anh có biết gì không? Ông chồng làm như có gì đó giấu giếm á. Ủa, vậy là em cũng nhận ra điều đó à? Dĩ nhiên rồi. Mà nếu như anh đã thấy á, sao anh không tra hỏi cho ra lẽ? Thật ra là anh không nắm gì trong tay hết. Thì không thể nào mà bắt bẻ được người ta. Đợi khi có đủ thông tin cái đã, thì từ đó lập luận mới vững chắc. Dạ. Thì ra là như vậy. Vậy anh lấy thông tin ở đâu? Thì tự anh Toàn chứ đâu. À, có vẻ như là mấy ông trinh sát á, cái gì cũng biết hết ha. Nè, bây giờ anh tính như vậy nha. Anh sẽ đưa em về. Dạ. Sau đó đi họp. Dạ. Lạ nha. Lạ cái gì? Bữa nay á, sao tự nhiên quan dữ vậy hả? Thì em đâu có được đào tạo để làm việc liên tục không được nghỉ ngơi. Lại còn tiếp xúc với xác chết rồi tội phạm kiểu này đâu. Cho nên là phải mệt rồi. Chưa kể á, cái chân của em nữa nè. Được rồi, được rồi. Ây da, tại sao tôi lại rà trúng cái đài này hoài vậy ta? Anh Minh. Nạn nhân tên là Trần Phú Triệu, năm nay 29 tuổi, đã tốt nghiệp đại học Bách Khoa. Phạm tội cướp của và gây thương tích. Bị tù 6 năm trước, ra tù được 2 tháng. Trước khi đi tù, ở chung với lại vợ chồng anh ruột, đó là tên Phát. Khi mới ra tù thì Triệu có về lại nhà Phát. Nhưng vì gây gỗ với chị dâu, cho nên hắn dời ra ngoài. Gia đình không biết hắn ở đâu. Từ đó đến nay vẫn chưa liên lạc về nhà. Mình nói rằng thái độ của ông Phát không bình thường. Và con đã tìm hiểu kỹ. Nguyên, bên giám định sao rồi? Dạ. Thưa chú, thời điểm tử vong khoảng từ 5 giờ ngày 16, một sợi dây dải. Mùi dầu thì lại giống nhau. Chắc chắn là cùng một hung thủ với vụ án của Lệ. Nhưng mà tại sao hung thủ lại tẩm dầu vào hung khí chứ? Chi tiết đó vẫn chưa giải thích được. Thưa chú, con đã tìm hơn 20 loại dầu khác nhau. Nhưng chưa tìm được loại nào giống như mùi ở trên tử thi. Triệu chính là ông xã mà nạn nhân hay nhắc đến. Mà cũng có thể ông xã đó là tên hung thủ. Do ghen tuông nên đã ra tay giết luôn cả hai người. Khả năng đó rất cao đó. Thêm vào cái chuyện riêng tư của nạn nhân Lệ mà Lan Chi đã khai thác được. Mở máy nghe đi.
Đi đứng kiểu gì vậy hả? Sao công an biết được chứ? Dừng lại. Xử lý hình ảnh để coi mặt cái này được không? Dạ. Nó biết trước nên che mặt loại nón. Lại chỉ có một góc quay này không thấy mặt được đâu anh. Vậy cắt riêng đầu nó ra cho anh để tiện nhận dạng. Thế sao bảo? Bên khu vực của em phụ trách không có đứa nào giống như vậy. Em không nhận ra. Anh Toàn, em có cảm giác hình như là mình đang đặt giả thuyết sai đó. Dù có chuẩn bị kỹ tới đâu nhưng cũng không thể nào mà ra tay gọn ghẽ như vậy. Nè, nhìn tên nghi phạm này đi. Em thấy là có vẻ rất chuyên nghiệp. Anh cũng thấy vậy. Cái kiểu nó tránh mấy quầy giám sát, ra vô khách sạn mà không khiến người ta nghi ngờ. Tâm lý người bình thường sau khi gây án không giữ được bình tĩnh như vậy đâu. Chị Quy cũng nói, bên pháp y cho biết hung thủ ra tay rất nhanh gọn chính xác đó anh. À, được rồi. Ngày mai họp, mình sẽ đưa ý kiến này với chú. Dạ. Anh Toàn, đã tìm được người sở hữu số điện thoại lúc nãy rồi. Tốt quá. Để gặp cô ta nói chuyện thôi. Khoan đã. Tên người đăng ký số điện thoại này là đàn ông. À, cái thằng này thì em biết nè. 2 năm trước là chính nhóm tụi em bắt nó mà. Vì người phụ nữ xài số máy này lại. Alo. Chắc không. Giữ chân đó lại, tôi tới liền. Đã có tin về Lâm Nghiện, người sống chung với nạn nhân Lệ. Giờ anh đi gặp đây. Hỏi với mình, đi gặp tên Hùng, hỏi nói về số điện thoại. Dạ. Cô ta vẫn còn nói. Kiểu này không biết chừng nào mới lấy xong lời khai nữa. Nhưng mà ít ra mình có thể loại cô ta ra khỏi diện tình nghi rồi. Cũng phải. Yếu tâm lý như vậy thì không thể nào giết người đâu. Chị ơi, chị ơi, xong chưa? Sao, chị có ổn không? Mấy người bắt tôi nhận diện xác chết như vậy đó. Rồi mấy người còn hỏi tôi có ổn không hả? Đây chỉ là những thủ tục bắt buộc thôi. Giả lại lúc đầu chị cũng không chịu tin chúng tôi. Nhưng mà cái hình ảnh đó sẽ ám ảnh tôi hoài. Mấy anh có hiểu không? Tôi sẽ kiện mấy anh. Mấy anh đã làm tổn thương tinh thần của tôi. Tôi thấy á, chị mà còn sức để kiện như vậy á thì chắc chị sẽ dư sức để mà lấy lời khai đúng không? Thôi, mời chị đi lối này. Tôi đã nói đó là số máy của anh tôi. Sau khi ảnh đi tù thì tôi xài thôi. Tôi đâu có biết gì khác. Vừa nãy cô xác định là cô quen biết Trần Phú Triệu đúng không? Nếu vậy mối quan hệ của hai người như thế nào? Thì ảnh là bạn tù chung với anh tôi.
Lúc ra tù thì không ai giúp đỡ ảnh, nên anh tôi kêu tôi là để cho anh ở nhờ. Quan hệ giữa cô và Triệu như thế nào? Tụi tôi chỉ là bạn bình thường thôi. Chào chú. Chào chú. Cô có biết anh ta đi đâu vào ngày 16 không? Chuyện của ảnh làm sao tôi biết? Vậy thì cô giải thích sao về những lời đã... Nguyên văn của cô nói là: anh đi đâu mà từ hôm qua tới giờ tắt máy vậy hả? Chuyện gì cũng phải nói với em một tiếng chứ. Anh có biết là em phải tới đó chờ chừng như thế nào không? Anh đã lấy được tiền chưa? Tôi không nhớ mình đã nói như vậy. Tất cả những cuộc gọi đều có ghi âm lại. Cô có muốn nghe lại không? Không cần đâu. Trong cuộc gọi, cô có nhắc tới việc cô đang chờ đợi anh ta vì một số tiền nào đó. Sự việc là như thế nào? Thì ảnh nói là ảnh đi mượn tiền rồi về cho tôi mượn lại để có vốn mà mở tiệm nail. Cô và Triệu chỉ là bạn bè thôi mà cô lại mượn tiền của Triệu. Trong khi mượn tiền người ta mà cô lại quát nạt người ta như vậy sao? Tôi... nói chung tôi biết gì tôi đã nói hết rồi. Tôi muốn về. Vậy số tiền đó là bao nhiêu? Là... chỉ có vài triệu thôi. Vài triệu mà đủ để mở tiệm nail sao? Tôi đã nói hết rồi. Mấy người không có quyền giữ tôi lại. Cô đi đâu và làm gì trong ngày 16? Ông hỏi vậy là ý gì? Ông nghi ngờ tôi sao? Đây là thủ tục. Cô trả lời câu hỏi đi. Tôi thiệt tình không có liên quan. Nếu vậy á, cô hãy cho chúng tôi biết bằng chứng ngoại phạm đi. Thời điểm đó cô ở đâu, cô làm gì, và có ai xác nhận cho cô hay không? Tôi không có bằng chứng. Nhưng tôi không có giết người. Nè, tôi nói cho cô nghe nha. Cô không có biết tất cả những chuyện này sẽ gây bất lợi cho cô như thế nào đâu. Một khi á đã ghi vào hồ sơ này rồi, không có thay đổi được nữa đâu. Bảo à, ghi vô đi Bảo. Khoan đã. Nếu như tôi khai hết những gì mình biết thì sao? Còn tùy thuộc cô khai gì và có đúng sự thật hay không. Nếu cô không giết người thì tại sao phải lo? Còn nếu thông tin của cô mà có lợi cho việc điều tra thì dù cho cô có liên quan đi chăng nữa cũng sẽ được xét giảm rất nhiều. Tôi... thật ra anh Triệu và tôi sống như vợ chồng đã 2 tuần nay. Khoảng 10 ngày trước, anh Triệu nói là có một mánh lớn và kêu tôi theo dõi phụ ảnh ở chỗ đó. Là chỗ nào? Là một tiệm bán hoa tư. Vậy là tiệm hoa. Nếu như vậy, cô hãy kể hết đầu đuôi sự việc này đi.
đâu. Em có hứng thú chơi mấy trò trẻ con này lắm hả? Em tới trễ có chút, anh giận em hả? Mai mốt chừng nào xong thì gọi điện thoại báo cho anh biết, anh tới. Thì khách hẹn là móng tay thôi, ai dè giữa chừng người ta đòi vẽ thêm cả bộ móng nữa. Công việc nhiều nên mới tới trễ mà anh. Nghĩ sao vậy? Bộ móng có chút xíu vậy mà vẽ dời hoài. Đàn bà đúng là xí soạn không chừa chỗ nào. Đàn bà không xí soạn thì ai xí soạn bây giờ? Nhưng vẽ tỉ mỉ vậy chắc mệt lắm hả? Thì đó, cắm đầu cắm cổ với chân người ta mà nâng niu chăm chút, làm một bàn tay bàn chân cũng cả tiếng đồng hồ. Sao không kiếm nghề nào khác làm cho rồi? Em có biết nghề nào khác đâu. Không ráng thì có nước ra đứng đường thôi. Khổ cho em quá. Mà được cái tới tận nhà người ta, người ta bo cũng nhiều. Lát em đãi anh ăn lẩu cá nha. À, mà hôm nay anh xin việc sao rồi? Lúc chưa có tiền án kiếm việc còn khó, đừng nói là bây giờ. Thì từ từ chứ biết tính sao. Giờ em cũng kiếm tiền đủ cho hai đứa mình xài mà. Nè, dướng vô mấy cái thằng như anh làm gì cho khổ. Em có thấy khổ gì đâu. Mấy đứa ở tiệm còn ganh tị với em nữa mà. Mắc gì ganh tị với em? Vì em có người yêu đẹp trai nhất trong cả đám luôn nè. Vậy hả? Tụi đó có biết anh mới ra tù không? Em ngu gì nói. Em nói là anh ở Mỹ mới về. Tụi nó tin sái cổ luôn. Em mong muốn vậy lắm hả? Em chỉ xạo chút chút thôi. Còn anh ra sao em cũng thương anh hết mà. Tại sao? Tại sao cái gì? Tại sao lại yêu anh? Em cũng không biết nữa. Lúc anh Hùng nói anh là bạn của ảnh, ra tù thì giúp đỡ giùm anh. Em chỉ nghĩ anh mình kêu thì mình làm thôi. Trang à, anh quyết định rồi. Anh quyết định cái gì vậy? Nhất định con đàn bà đó sẽ phải trả giá. Ai? Một ngày nào đó anh nhất định sẽ kể cho em nghe. Anh vừa mới tìm được tung tích của nó. Anh định làm gì nữa? Coi chừng lại phản pháp nha. Rồi lại... Hãy yên tâm đi. Ngược lại là em phải vui mừng mới đúng. Bây giờ anh sẽ kiếm được một số tiền lớn để làm vốn. Bao nhiêu vậy anh? Ít nhất là 500 triệu. Trời, sao mà có được? Em hỏi nhiều quá, đi. Để đã. Đi anh. Nhưng mà bây giờ em phải phụ anh làm cho anh một số việc. Trước hết phải tìm hiểu thông tin cho kỹ cái đã. Nhưng mà sao em thấy lo quá à? Có gì mà lo. Em có nhìn thấy cái tiệm qua bên kia không? Dạ thấy. Sao anh? Mai mốt anh có việc bận, cho em tới đây quan sát. Em phải để ý kỹ những người đàn bà đó. Vì đó tôi đặt thị định. Nhưng để ý gì mới được chứ? Thì anh chặn hờ thôi mà. Mai mốt lỡ anh không đi được thì em biết chỗ mà tới. Coi nó nhà ở đâu, có bao nhiêu người. Nhà nắp rối quá à. Em nào không có được đâu. Anh bị hai thằng kia để ý rồi.
phải trông cậy vào em thôi đó. Em phải theo dõi giùm anh. Anh mà tới đây nữa là không yên với tụi nó đâu. Em không biết làm có được không nữa. Em vô dụng quá. Thưa chú, một tiệm hoa tươi, một cánh hoa ly. Vậy là chúng ta đã có hiện trường ban đầu rồi. Chúng ta phải ghé qua nói chuyện với chủ tiệm hoa này mới được. Nè, nhưng mà còn hai người đàn ông cảnh cáo Triệu không được tới đó là ai? Có vẻ như là Trang không biết gì đâu. Trang chỉ tham tiền thôi, chứ không biết gì hết. À, thôi con làm thủ tục thả ra đi. Rồi tìm hiểu thêm về chi tiết cuộc sống của Triệu trước khi vào tù. Báo cáo cho chú. Dạ, thưa chú. Vậy là có lẽ nó chết thiệt rồi sao? Anh và Lệ quan hệ như thế nào? Chỉ là bạn bè thôi. Nhưng theo chúng tôi biết, anh và Lệ sống với nhau như vợ chồng gần một năm nay. Sống như vợ chồng là mấy năm trước rồi. 7-8 năm trước lận. Anh hãy nói rõ hơn về mối quan hệ của hai người. Con Lệ, thiệt ra, nó sống cũng tình nghĩa lắm. Tôi không ngờ nó lại chết thảm như vậy. Anh nói chi tiết hơn đi. Cách đây 6-7 năm gì đó, tôi chạy xe ôm ở gần cảng. Lệ là khách đi mối, đi riết rồi quen thân. Sau đó thì tụi tôi có cặp bồ, nhưng được một năm á thì bỏ, đường ai nấy đi. Vì tính con Lệ nó lăng nhăng lắm. Lúc ở trong xóm trọ nó quen nhiều người lắm, rồi ghen tuông tùm lum hết. Anh có biết ai trong số đó không? Lúc đó tôi thấy lộn xộn quá nên tôi cũng không để ý nữa. Sau đó thì mấy năm không gặp. Cách đây gần một năm thì tôi gặp lại nó. Lúc đó tôi đuối quá, không có tiền, không có chỗ ở nữa. Sau đó Lại mới kêu tôi về ở chung với nó. Không có điều kiện gì sao? Không. Tại sao gần một tuần nay anh không về phòng trọ? Tôi hay đi vậy mà. Đi với mấy thằng bạn vài ngày rồi về. Chứ không phải anh lấy cắp xe của Lệ sao? Tôi... Có người nói anh và Lệ đã cãi nhau trước đó. Anh có hành hung Lệ không? Tôi nói thiệt, lúc mà quen nhau á, tôi với nó cãi nhau như cơm bữa. Nhưng từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đánh nó. Chiếc xe của Lệ mới mua phải không? Phải. Vậy nguồn tiền từ đâu anh có biết không? Tôi cũng không biết nữa, nhưng chỉ biết là có người cho nó thôi. Anh biết người đó chứ? Không. Khoảng thời gian gần đây Lệ có hay thay đổi gì đó khác thường không? Cũng có. Cách đây khoảng nửa tháng. Thank you.
Thím Tám. Ăn chè đi thím. Xe ai vậy mày? Xe con mới mua á. Thím Tám ăn chè rửa xe nha. À con vô nha. À